Bên cạnh sự nâng cấp về camera thì màn hình hiển thị là điều thứ hai nổi bật nhất ở Galaxy Note 4 năm nay. Không thay đổi về kích thước, vẫn giữ nguyên 5,7 inch, tuy nhiên độ phân giải đã được đẩy lên tới 2K, 2560x1440. Mật độ điểm ảnh của thiết bị này lên tới 515 ppi, vượt xa con số 300 ppi là định nghĩa về màn hình Retina mà trước đây Apple đã thiết lập. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu bạn bài đánh giá chi tiết về khả năng hiển thị của cái chiếc Galaxy Note 4 này để xem là ngoài cái việc nâng cấp về mật độ điểm ảnh thì Samsung đã làm được gì. Trên cái chiếc Galaxy Note 4 thì sử dụng công nghệ màn hình Super AMOLED và Samsung đương nhiên và sử dụng cách bố trí mặt trận điểm ảnh là Diamond Pixel. Nó đã từng có trên cả Galaxy S4, S5, Note 3. Và theo lý thuyết, nếu như so sánh giữa màn hình AMOLED và màn hình LCD thì nếu cùng một mật độ điểm ảnh thì màn hình LCD luôn luôn là sắc và mịn hơn. Tuy nhiên lần này các bạn sẽ không nhận thấy sự khác biệt trên màn hình Galaxy Note 4. Đơn giản là do cái mật độ điểm ảnh nó quá cao, nó vượt xa so với những gì mắt thường có thể nhìn thấy. Vì thế nên cái độ mịn của Galaxy Note 4 sẽ tương đương với những siêu phẩm khác trên thị trường, thậm chí là có phần sắc mịn hơn với con số 515 ppi. Nên chắc chắn là không ai có đủ khả năng có thể nhìn thấy được cái độ rỗ trên màn hình này, kể cả các bạn có lắp cái công nghệ mắt đại bàng vào thì cũng vô ích. Màn hình Super AMOLED thì có những cái điểm nổi bật như là có độ tương phản về màu sắc rất là cao, bằng cách đẩy mạnh các tông màu lên khiến cho những cái hình ảnh ở màu sắc gam, xanh, đỏ hoặc vàng rất là nổi bật. Hầu hết những bức ảnh xem trên Galaxy Note 4 rất là tươi và nịnh mắt, đặc biệt là khi mà các bạn chơi các game như là Advan 8 hay Modern Combat 5. Hiện nay hầu hết các nhà sản xuất trên thị trường họ làm game họ đều cố tạo ra những cái hiệu ứng đồ họa làm sao thể hiện được sức mạnh của GPU. Tuy nhiên bên cạnh đấy thì màn hình cũng là yếu tố quan trọng giúp người dùng có thể trải nghiệm được những cảnh đẹp trong game. Và thực sự mà nói thì khi chơi game lên Note 4 nó rất là ảo diệu và bá đạo. Lúc mà mình chơi những tựa game như là Modern Combat 5, lúc mà bạn bị thương, máu bắn ra màn hình thì trông rất thật. Hay là cái việc các bạn ném bom, mọi thứ làm rất là đã. Hiệu ứng chuyển động của các xe ô tô hay là hiệu ứng bay trong Advan 8 cũng rất là tuyệt vời. Tuy nhiên vẫn có một cơ số người dùng không hề thích cái yếu tố này ở màn hình AMOLED. Họ muốn một cái gì đấy hiển thị một cách trung thực và dễ chịu hơn. Và để làm được điều đấy thì Samsung tích hợp chế độ Professional Photo. Đây là một chế độ đưa hình ảnh về mức trung thực nhất có thể, gần như sẽ tương đương với các màn hình LCD khác. Tấm nền AMOLED của Samsung đang dần hoàn thiện hơn ở các thế hệ và với Note 4 thì nhà sản xuất này đã đưa ra sự lựa chọn làm sao để cân bằng giữa màu sắc siêu nịnh và màu sắc tự nhiên. Và các bạn khi kích hoạt cái chế độ Professional Photo của Galaxy Note 4 lên thì trông nó rất là dễ chịu. Đối với màn hình lớn như Galaxy Note 4 thì góc nhìn là một yếu tố rất là quan trọng. Tại vì sao? Khi chúng ta chơi game, chúng ta nghiêng máy nhiều chứ sẽ không cố định một chỗ. Thường thì các bạn có màn hình to sẽ không chỉ xem phim hoặc xem ảnh một mình mà sẽ có bạn bè xem cùng. Vì thế nên Galaxy Note 4 thì với công nghệ AMOLED thì điểm mạnh của nó là góc nhìn rất tuyệt vời. Các bạn có thể nhìn ở nhiều hướng, nhiều góc khác nhau nhưng đem lại chất lượng hiển thị tương đương, không hề bị thay đổi về màu sắc hay là về độ sáng, rất là khoái. Cuối cùng là cái khả năng hiển thị ngoài trời. Đây là cái điều quan trọng mà mình đánh giá một màn hình tốt không thể thiếu. Galaxy Note 4 có độ sáng không phải là quá lớn nếu so với các đối thủ sử dụng màn hình LCD. Tuy nhiên thì so với những cái thế hệ trước đây thì nó đã cải thiện tốt hơn nhiều. Và theo như bài đánh giá từ GSM Arena thì độ sáng khả năng hiển thị ngoài trời của Galaxy Note 4 cao hơn Lumia 930, iPhone 6 và Galaxy Note 3 là thiết bị tiền nhiệm. Khi ra ngoài trời thì các bạn kích hoạt max sáng Galaxy Note 4 hầu như không có sự khác biệt với điều kiện chúng ta nhìn trong nhà, rất là tốt và tuyệt vời. Bên cạnh đấy thì Galaxy Note 4 có một mẹo vặt mà người dùng nên biết. Đó là khi các bạn ra ngoài trời chúng ta nên kích hoạt chế độ hình ảnh hiển thị sáng tự động và kéo nó lên cộng 5. Ở đây khi mà lúc ra quá nắng, lập tức Galaxy Note 4 sẽ kích hoạt vào chế độ hiển thị ngoài trời, sẽ làm cho hình ảnh chúng ta nổi bật hẳn lên và các dòng chữ rất là rõ ràng. Thực ra tính năng này không được Samsung nhắc tới mà nó chỉ nằm ẩn mà khi mình quá trình sử dụng mình mới phát hiện ra. Cái này sẽ giống như cái tính năng được tích hợp sẵn trong các thiết bị Nokia Lumia. Tuy nhiên thì đối với Galaxy S4 thì nó lại không có khả năng bật và tắt giống như các thiết bị của Nokia mà người dùng sẽ kích hoạt và nó tự động xuất hiện. Bên cạnh đấy, năm nay Samsung giải quyết được một trong những vấn đề rất là quan trọng, đó là việc ám màu xanh. Hầu hết các màn hình AMOLED trước đây đều ám xanh kể cả Galaxy Note 3, tuy nhiên riêng Galaxy Note 4 đã xử lý được vấn đề này. Đây là hình ảnh hiển thị cùng với giao diện Chrome màu trắng. Galaxy Note 4 đặt cạnh Note 3, các bạn sẽ thấy là màn hình của Note 3 nó sẽ bị ám xanh rõ rệt, còn màn hình Note 4 thì không bị. Có thể nói là gần như Galaxy Note 4 năm nay Samsung đã xử lý được mọi cái yếu tố, những cái khắc phục khó khăn của mình. Do độ phân giải rất cao, Samsung có thể bố trí một độ điểm ảnh làm sao để có thể xử lý được mọi vấn đề của mình. Màu ám xanh đã khắc phục được, độ sáng cao hơn và khả năng chính xác về màu sắc cũng đã được linh hoạt hơn nhờ một độ điểm ảnh cao đến như vậy. Các bạn có thể biết, đừng quên like, share với bạn bè. Và hôm sau mình sẽ gửi bạn bài so sánh Galaxy Note 4 chi tiết hơn với Xperia Z3 và một số sản phẩm khác trên thị trường. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.